Chào mừng toàn thể quý vị, các anh chị, các bạn và quý khách hàng thân mến đến với kênh Tuấn Khương TV. Tuấn Khương xin trân trọng kính chào quý vị, và ngày hôm nay thì Tuấn Khương đang có mặt ở địa chỉ 292 đường Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chi nhánh của loa karaoke TKT18. Tuấn Khương đang ngồi cùng với lại anh Trịnh Hà và chị Vân. Anh Hà là một trong những người mà cùng đồng hành với Tuấn Khương trong thời gian loa là đã bắt đầu được thịnh hành trên thị trường, và cũng như là chi nhánh độc quyền duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Phú. Xin chào anh Hà. Và ngày hôm nay thì quý vị cũng đã thấy rồi, chúng ta đã nghe giọng nói nữ để tư vấn cho quý vị ở bên chi nhánh Tuấn Khương rồi, mới biết hôm nay mới biết giọng nữ đây là Vân, là bà xã của Trịnh Hà. Bây giờ ba anh em nhà mình xin chào và thử quý vị. Xin chào toàn thể quý vị. Trong thời gian qua thì quý vị đã luôn đồng hành, luôn thương mến và luôn tin dùng dòng loa karaoke TKT18. Và đây là một chiếc loa karaoke đẳng cấp và phải nói rằng một trong những dòng loa cao cấp về chất âm thanh, và cũng như là duy nhất dòng loa nén tại Việt Nam. Đây là một chiếc loa lắp ráp tại Việt Nam và công nghệ của Hàn Quốc. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Tuấn Khương cũng lâu lắm rồi mới gặp gỡ anh Trịnh Hà, mà ngày hôm nay gặp anh Trịnh Hà có vẻ là lãng tử hơn nữa, tóc dài hơn nữa, có vẻ nghệ sĩ hơn nữa, bởi vì hình như là ngày nào anh cũng hát, anh test loa cũng như là hát cho khách hàng được nghe hết, cho nên là càng các máu nghệ sĩ nó càng lên cao lắm. Càng hát càng nghệ sĩ, máu nghệ sĩ càng cao hơn và càng đẹp trai hơn. Và đặc biệt thì hát càng hay hơn, bởi vì ngày nào cũng phải hát hết. Mà đặc biệt cái dòng loa này á là một trong những dòng loa nén, nó kiểm âm được cái chất giọng của mình, làm cho cái âm thanh ra mình có thể mình kiểm âm được và mình kiểm tra được cái giọng của mình, những nốt phô có thể mình tập cho hay hơn. Và cũng như là còn những khách hàng nào mà không phải là hát dở mà hát thành hay, nhưng mà có thể là nó sẽ hỗ trợ cho mình cái giọng hát mình sẽ hay, sạch sẽ hơn. Và kính thưa quý vị, thì hôm trước khi mà bên Hiền Vương của chúng tôi mở chi nhánh do anh Trịnh Hà làm giám đốc của chi nhánh, thì địa chỉ là 222 đường Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. Nhưng ngày hôm nay thì địa chỉ chúng tôi dời về kế bên, thì cũng cách một khoảng ngắn thôi, thì 292. Ngày hôm nay thì Tuấn Khương qua bên đây để trao đổi và cũng như là để gặp gỡ toàn thể quý vị, thông báo lại với lại quý vị là địa chỉ chính thức của chúng tôi ngày hôm nay trở đi là 292 đường Hiền Vương, quận Tân Phú, phường Phú Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Còn chị Vân thì không biết những lúc chị tư vấn khách hàng như vậy, chị có bao giờ mà chị thấy có nhiều khách hàng khó tính, hoặc là những khách hàng người ta khó tính nhưng mà khi người ta nhận được loa họ cảm thấy là họ rất là hài lòng, hay là sao? Dạ, thường thì những cái khách hàng mà càng khó tính thì họ càng quan tâm về cái sản phẩm của mình nhiều. Thì khi mà em tư vấn xong mà khách hàng cảm thấy rằng thỏa mãn với những cái thắc mắc của khách hàng á, khách hàng chốt xong nhận loa về thì lúc nào cũng phản hồi lại là em ơi, anh nhận được loa rồi, chị nhận loa rồi, âm thanh rất là hay, cảm ơn công ty rất là nhiều. Nói chung là người càng khó tính thì em thấy rằng khi mà người ta mua cái sản phẩm của mình xong rồi mà người ta cảm thấy người ta quá hài lòng á, là lúc nào ta cũng nhắn tin lại, người ta cảm thấy là người ta bỏ số tiền 6.8 triệu ra người ta mua cái sản phẩm chất lượng đúng với cái giá trị đồng tiền á. Rất là nhiều người, hầu như đại đa số luôn á, là lúc nào mà mua xong rồi là cũng nhận được loa, cũng nhắn tin lại là hài lòng về sản phẩm của mình đó. Đó là một điều mà Tuấn Khương cũng rất là chân thành cảm ơn và cũng rất là tự hào về cái dòng loa karaoke này. Và trong suốt thời gian qua thì Tuấn Khương là giám đốc công ty sản xuất âm nhạc Tuấn Khương Music, cũng như là chủ thương hiệu dòng loa karaoke TKT18. Và đặc biệt thì loa karaoke T18 của Tuấn Khương là chỉ có hai dòng, một dòng công suất 150W là giá 4.500.000 đồng, và một dòng công suất 300W TKT18 Pro là giá 6.8 triệu. Thì luôn cả từ ở bên công ty chính của Tuấn Khương vẫn bán giá này, và bên chi nhánh vẫn bán giá này, và tất cả đều chất lượng như nhau. Và Tuấn Khương xin đính chính lại với toàn thể quý vị, quý khách hàng đang quan tâm và đang theo dõi, thì trong suốt thời gian qua Tuấn Khương không có bỏ cho bất cứ một đại lý nào trên toàn thế giới hoặc là ở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ duy nhất tại công ty chính thức của Tuấn Khương ở địa chỉ 1/11/36 đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh. Và địa chỉ thứ hai, đây là chi nhánh của anh Trịnh Hà và chị Vân, địa chỉ 292 đường Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là hai địa chỉ duy nhất. Và số điện thoại ở tại chi nhánh của Hiền Vương là số điện thoại 0911 308 318. Nên quý vị cứ đặt loa tại số điện thoại này, quý vị vẫn yên tâm, đây là số điện thoại chính thức của anh Trịnh Hà
và gọi tới, có thể là gặp anh chị Hòa hoặc là gặp chị Vân để tư vấn tất cả quý khách hàng, cho chúng ta có một cái sự chọn lựa đúng chất lượng, đúng hàng chuẩn. Và Tuấn Khương cũng xin cam kết rằng quý vị một lần nữa, không có, Tuấn Khương không có bỏ cho bất cứ một cái đại lý nào khác ngoài cái chi nhánh của anh chị Hà ở Tân Phú. Cho nên quý vị đừng nhầm tưởng, và khi chúng ta mua trên những cái trang mạng khác hoặc là những cái trang trên những cái trang mạng xã hội khác thì quý vị hãy lưu ý lại đúng cái số điện thoại của công ty Tuấn Khương hoặc là bên chi nhánh của chị Hà hay không. Đừng mua nhầm trên những Zalo, có thể là những cái hình thức không đúng, và chúng ta lại mua về những hàng nhái hàng giả là chúng ta sẽ sử dụng không được. Bởi vì tất cả rằng trên thị trường thì bây giờ quý vị cũng đã biết rồi, thì khi mà một cái thương hiệu nào đó thì họ có cái sự uy tín, chắc chắn sẽ có nhiều cái đơn vị họ sẽ đi theo để họ phát cùng phát triển, nhưng mà những cái hàng sản phẩm của họ là không kém chất lượng. Cho nên trong thời gian qua thì Khương cũng nhận rất là nhiều cái sự phản hồi, nói tại sao lại trên mạng có nhiều giá khác nhau và chúng tôi không biết cái giá nào là giá thật. Nhưng mà nếu đã Tuấn Khương đã là chủ thương hiệu mà đã lên có những cái buổi đàm phán như thế này rồi, chắc chắn một điều là quý vị cũng đã biết rồi, thì công ty chính thức của chúng tôi đã niêm yết cái giá đó, thì chắc chắn một điều là quý vị sẽ mua đúng cái hàng chất lượng. Còn bên ngoài rẻ hơn thì chắc chắn những cái hàng trôi nổi thì nó mới kém chất lượng thôi. Và trong thời gian gần đây thì lại có thêm một vài đơn vị vẫn bán cái mẫu giống như Tuấn Khương, nhưng mà họ cứ vẫn nói là đó là thương hiệu của Tuấn Khương ở địa chỉ khác, ngoài cái địa chỉ Hiền Vương và địa chỉ Đặng Việt Trâm. Tuấn Khương xin thưa rằng đó là không phải hàng của Tuấn Khương. Một lần nữa rất mong rằng quý khách hàng, quý vị quan tâm tới dòng loa karaoke TK-T18 thì chúng ta hãy chọn lựa phải sáng suốt. Đừng bao giờ mà mình tiết kiệm vài trăm ngàn để mà chúng ta là phải mua nhầm hàng nhái hàng giả bên thị trường, rồi về chúng ta lại xài không được thì lại tiếc cho một cái khoản tiền rất là lớn. Bởi vì chính như vậy mà cái giá từ xưa đến giờ là Khương chưa bao giờ mà Khương giảm xuống hoặc là Khương tăng lên. Nhưng mà chất lượng âm thanh thì mỗi một ngày Khương mỗi nâng cao để cho cái chất lượng của mình mỗi một ngày đi tiến xa hơn, và cũng như cho tất cả khách hàng đã từng mua rồi và quay trở lại mua thì họ sẽ hài lòng hơn những cái dòng trước nữa đó. Thì cho nên không biết là trong thời gian qua thì anh Hà kinh doanh thì anh Hà có bao giờ mà bị hơi khó khăn về cái mặt tư vấn, và giống như là khách hàng họ nói là cái giá cả sao hoặc là hàng nhái hàng giả bên ngoài? Thì cái vấn đề đó là thường xuyên luôn, tức là thứ nhất là người ta tới đây rồi nhưng mà người ta vẫn hỏi là ủa đây có phải là đại lý của Tuấn Khương hay không, rồi còn cái chỗ nào nữa hay không. Thì Trình Hà cũng có trả lời rồi, như Tuấn Khương vừa nhắc tới là chỉ hai cái địa chỉ duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi có nhiều người thì cũng hỏi là ủa ngoài ra thì mình giống như là đặt trên mạng đó, rồi có những cái Zalo, Lazada hay là những nhiều cái cửa hàng ngoài chợ đó, các cái mặt tiền thì người ta vô người ta cũng thấy một cái loa nó giống như vậy, thì người ta không có yên tâm là người ta hỏi là cái này là có phải là hàng của Tuấn Khương hay không, mặc dù là gần như là cover, nói chung là 1 9 1 10 với cái loa của bên thương hiệu của Tuấn Khương. Nhiều khách hàng là thắc mắc là tại sao có những cái nơi là bán giá là không phải là 6.8 triệu mà là 6 triệu, rồi 6.2 triệu, rồi thậm chí là còn có nhiều người nói là ủa tôi hỏi bên kia là 5.8 triệu. Thì Trình Hà hỏi là bên kia là bên nào, có phải là bên Bình Thạnh hay không. Thì chỉ có một cái duy nhất là bên Bình Thạnh là công ty chính mình đó, và bên này là đại lý bên Hiền Vương thôi, thì không thể nào mà có cái giá là 5.8 triệu được. Và gần như là có những cái giá là công ty đã niêm yết là 6.800.000. Và cho mọi người mà cứ mua đúng cái giá đó thì mới gọi là hàng chính hãng. Còn ngoài ra là thì cái chuyện mà giá cả rồi cái sản phẩm là bên công ty là không có bảo đảm. Nhưng mà từ trước bây giờ thật sự ra là bên công ty Tuấn Khương là chưa bao giờ mà có những chương trình khuyến mãi luôn, thật sự nói. Bởi vì Khương chỉ mong muốn rằng cái giá đến với lại khách hàng là một cái giá gọi là thực tế, và nó phải là khi mà quý khách hàng mua là phải chất lượng, chứ đừng bao giờ mà nghe theo những cái thông tin bên ngoài là giảm giá 5%, 10% rồi tặng thêm quà, tặng này và tặng nọ. Đó là thật sự ra là họ đang có những cái nhu cầu để họ câu khách thôi. Chứ còn nếu mà quý vị mua đúng hàng chính hãng của chúng tôi thì chắc chắn một điều là sẽ không có những chương trình đó. Và chúng tôi luôn mong muốn rằng khi quý vị nhận được chiếc loa thì chắc chắn một điều quý vị sẽ hài lòng về chất âm thanh và chất lượng. Sản phẩm của chúng tôi thì bảo hành 1 năm,
Và trong tháng đầu tiên chúng tôi bao cho quý vị xài, có vấn đề gì chúng tôi sẽ hoàn toàn đổi cho quý vị một chiếc loa mới. Khi quý vị nhận được chiếc loa mới mang đến tận tay quý vị mới trả về chiếc loa cũ bị lỗi cho chúng tôi trong một tháng đầu tiên. Nhưng chúng tôi xin khuyến cáo quý vị là khi chiếc loa của quý vị bị lỗi, quý vị phải giữ nguyên thùng nguyên vẹn và không để chảy xước, thì chúng tôi mới trao đổi cho quý vị. Còn nếu mà để chảy xước hay là để không nguyên thùng vẹn, chắc chắn một điều là chúng tôi chỉ thu hồi về để mà bảo hành thôi. Là cái điều đó là bất cứ một cái sản phẩm điện tử nào cũng vậy trên toàn quốc, cũng như là quý vị hãy cẩn thận. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng quý vị sẽ luôn hài lòng về cái chế độ bảo hành và cũng như là chế độ kinh doanh của chúng tôi. Trong thời gian qua thì Tuấn Khương cũng cảm ơn anh Trịnh Hà và chị Vân luôn đồng hành cùng với Khương trong gần suốt 3 năm, nhưng mà chưa bao giờ mà bị nhận một cái sự phản hồi nào của khách hàng là nói là bên chi nhánh là kinh doanh không tốt hay là chi nhánh có nhiều cái biểu hiện gì đó không hài lòng khách. Luôn luôn vẫn lâu lâu vẫn có những cuộc gọi đến là nói là bên đây là có phải chính thức của Tuấn Khương hay không, và gọi qua đây cũng rất là nhiệt tình khi đến với loa karaoke TK-18. Thì cái điều đó Khương cũng rất là mừng, bởi vì mình giao cho một cái chi nhánh mình để kinh doanh cùng thì đó chắc chắn một điều giống như là luôn cả là một cái linh hồn của mình thả về bên đây. Cho nên mà nếu mà bên chi nhánh mà đối xử với khách không tốt, cách bảo hành không đúng thì chắc chắn điều là cũng ảnh hưởng tới thương hiệu của Tuấn Khương. Dạ, nhưng mà trong thời gian qua thì chưa bao giờ nghe một cái sự phản hồi nào xấu. Cũng cảm ơn anh Hà, chị Vân nha. Luôn lúc nào anh em chúng ta cũng là một nhà. Thì cho nên quý vị bây giờ nãy giờ anh em tôi cũng nói chuyện nhiều rồi, bây giờ tôi xin nói sơ về chiếc loa này nữa cho những khách hàng đến sau mà chưa có được cái cơ hội những cái clip trước nghe. Thì chiếc loa này là loa karaoke TK-18 Pro, công suất này là công suất 300W. Bên trong gồm hai bass và hai chép, và một chép trung và một chép cao. Thì bass của chúng tôi là bass 20, và đây là dòng loa nén để sử dụng trên thiết bị xe ô tô. Cho nên khi quý vị nghe về chất âm thanh của chiếc loa này giống như chúng ta đang nghe một cái âm thanh ở trong một cái hội trường, hoặc là trong một cái phòng trà, hoặc là trong một cái chiếc xe ô tô, nghe nó rất là sạch và bén. Cho nên nếu quý vị quan tâm về dòng loa này thì quý vị hãy cứ theo dõi và cũng như là gọi đến số điện thoại hotline tại công ty Tuấn Khương, hoặc là hiện tại Khương đang ở chi nhánh của Trịnh Hà. Thì số điện thoại ở chi nhánh của anh Trịnh Hà đó là số điện thoại là 0911308318, địa chỉ 292 đường Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và duy nhất công ty Tuấn Khương chỉ có một chi nhánh này thôi, không có bỏ cho bất cứ một cái đại lý nào khác. Cho nên nãy giờ Phương đã nhắc nhở rồi quý vị tránh hàng nhái hàng giả bên ngoài để chúng ta có được một chiếc loa thật tuyệt vời. Và không biết trước khi mình chia tay thì không biết anh Hà với chị Vân có muốn nói thêm cái điều gì để gửi gắm cho khán giả khách hàng đó không? Bây giờ nhường lời cho bà xã đi. Trước tiên em cũng cảm ơn anh Tuấn Khương là hôm nay đã đến với chi nhánh mới, địa chỉ mới của bên em để mà giới thiệu đến mọi người. Cái thứ hai nữa là em cũng cảm ơn tất cả khách hàng thời gian qua đã ủng hộ, đã tin tưởng là bên em, thì gọi điện đến thì hầu như là tư vấn xong là chốt liền chứ không có thắc mắc gì hết. Thì em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, và chúc mọi người có những cái ngày nghỉ vui vẻ, những cái ngày ca hát vui vẻ bên gia đình. Ai mà hát hay thì có thể là giới thiệu đến bạn bè, những người thân ủng hộ bên em tiếp nha. Rồi, một lần nữa trước khi chia tay thì quý vị nên nhớ, thích dòng loa karaoke TK-18 hãy liên hệ với số điện thoại đây là sao mình cũng đã thấy nè, 0911308318, để gặp anh Trịnh Hà hoặc chị Vân để tư vấn cho tất cả quý vị có được một chiếc loa karaoke gia đình thật là vừa ý và hoàn hảo. Và bây giờ thì Tuấn Khương và Trịnh Hà và chị Vân xin chào toàn thể quý vị, rất mong gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Một lần nữa xin thân ái chào tất cả quý vị.